Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình quay lại với cái dự án CORE. Thì không biết là các anh em còn niềm tin vào dự án CORE hay không, nhưng mà theo quan điểm cá nhân của mình thì mình vẫn cứ theo CORE đến cùng. Thì cái điểm đặc biệt của dự án CORE sau khoảng 1 tháng dự án chính thức list trên các cái sàn lớn thì có những cái điểm lưu ý mình nhận thấy được trong ngày hôm qua và hôm nay như sau. Mình đã không còn nhận được BTC từ khi tuyển thêm được các cái rep đào. Đây là số lượng rep của mình. Thì bình thường nếu nhận được tuyển thêm được rep thì mình sẽ nhận được BTC tại đây. Nhưng tuy nhiên đến từ ngày hôm qua, ngày hôm kia rồi là mình đã thấy không còn nhận được BTC từ dự án. Và theo một số các anh em thông thạo lĩnh vực blockchain có chia sẻ rằng là một cái phát hiện thú vị khi mà vào trang staking core này, nghĩa là thể hiện những cái nốt chạy mạng core đấy, phát hiện ra một điều thú vị là từ cái nốt thứ 7 đã thấy có những cái giao dịch liên kết với một cái ví BTC. Thì cái giả thiết ban đầu mà các anh em cho rằng là sắp tới dự án core sẽ cho airdrop đồng Bitcoin BTC đấy, có vẻ như nó sẽ sắp thành hiện thực. Đó là những cái phỏng đoán thôi nhá, mình cũng chưa có những cái bằng chứng xác thực. Thì đấy mới chỉ là cái phỏng đoán để đưa ra cho các anh em thôi. Và dĩ nhiên là dự án CORE bây giờ cũng đang, nói chung là cũng chỉ mới xong một cái bước là công bố với cộng đồng mạng về cái dự án của mình. Và cái bước tiếp theo của họ là phải cần xây dựng một cái hệ sinh thái thì giá trị của cái dự án CORE này nó mới được đẩy lên cao, chứ còn hiện tại thì vẫn cứ loanh quanh lình xình khoảng 3-4 đô thôi. Đó là cái điều đặc biệt mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Thì dĩ nhiên là mình sẽ phải cố gắng tích lũy thêm được cái tốc độ băm này của mình bằng cách nào, bằng cách trao đổi thẻ băm đấy. Đây là ví dụ như những cái thẻ trao đổi thẻ băm này nó được sinh ra một cách ngẫu nhiên hàng ngày. Thì nếu mà các bạn trao đổi bằng cách là nhập cái mã thẻ băm này của mình vào đấy, ví dụ như Spider Card này, các bạn các bạn ấn vào tham gia thì các bạn nhập cái mã của mình sẽ chia sẻ ở phần phía dưới mô tả đấy. Còn nếu không thì các bạn sẽ là người đề nghị đấy, đề nghị thì bạn ấn vào mục đề nghị vào cái nhóm 5 người này, xong là ấn đề nghị rồi đó. Thì đây chính là cái mã để bạn cầm đi bạn chia sẻ với các anh em nào mà đang có thẻ Spider Card. Nếu các bạn cùng chung cái mã này, các bạn hình dung là giống như là một nhóm thợ đào 5 người cùng vào đào của một khu vực thì nó sẽ được nhiều lợi nhuận hơn đấy. Còn lưu ý là nhớ phải cùng thẻ nhé, mã thẻ nhé, còn khác thẻ thì dĩ nhiên vẫn được nhưng mà nó kiểu dạng như nó không tạo được sự cộng hưởng. Đó thì chia sẻ một chút về cái dự án CORE sau một quãng thời gian thì mình cũng không có nhiều thời gian quan tâm dành đến nó bằng dự án Pi Network. Từ đó thì hôm nay quay lại để chia sẻ với các bạn những cái thông tin mình thấy mới nhất. Thì dĩ nhiên là tham gia bất kỳ một cái dự án nào chúng ta đều mong muốn sẽ được thu lợi từ nó. Thì hiện tại thì mới chỉ list sàn thôi, nhưng mà mình không kiểu dạng trader, mình chỉ cho tất cả các cái đồng CORE mình tích lũy được vào staking để nhận lãi. Hiện tại nên các bạn có thể để ý được cái số lượng CORE đẩy vào các cái nốt chạy mạng CORE này nó đã tăng lên đáng kể. Những cái ngày đầu sau cái ngày CORE list sàn nó chỉ tầm khoảng 2-3 triệu CORE, nhưng bây giờ các bạn nhìn đây này, 42 triệu rồi, nó gấp đến con số khủng khiếp như thế nào, gấp 40 lần rồi đó. Thì chứng tỏ là mọi người cũng có rất nhiều cái niềm tin vào cái dự án CORE khi mà gửi tiết kiệm, gửi đồng CORE mình kiếm được vào những cái nốt để nhận cái mức lãi suất hàng ngày. Ok, là những cái thông tin mình cập nhật về dự án CORE DAO. Bạn nào mà vẫn tin tưởng dự án thì vẫn có thể tiếp tục theo dõi cùng chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của kênh investTV.